Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ sáng sáng, ta thể chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh Đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc thực hiện. Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ sáng sáng, ta phải chết cho quê hương. Vân Khanh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 27 tháng 3 năm 2017, và là buổi phát thanh lần thứ 2144 của Đài Đáp lời sông núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, kế đến là các chuyên mục Truyền nước non mình và Đất nước đứng lên. Kết thúc chương trình là phần bình luận của Phạm Chí Dũng với tựa đề Mỹ có cấm nhập cư đối với quan chức cộng sản không? Đặc biệt chương trình hôm nay được sự bảo trợ của ông Nguyễn Hùng trong buổi ra mắt tác phẩm Vết chém tại Nam California, Hoa Kỳ, đồng thời để vinh danh anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức với Vân Hà và Bá Cơ. Cá chết hàng loạt trên sông Sài Gòn. Tình trạng ô nhiễm môi trường tại Việt Nam đã lên đến mức báo động với nhiều nơi diễn ra hiện tượng cá chết hàng loạt, mà vụ mới nhất là hàng tấn cá chết được người dân vớt lên vào cuối tuần qua ở khu vực đầu nguồn sông Sài Gòn. Theo lời kể của người dân xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, thì hiện tượng này diễn ra từ ngày 23 tháng 3 và cho đến hôm nay đủ loại cá vẫn tiếp tục chết phơi bụng, trong đó có những con cá nặng đến vài ký. Theo nhận định của người dân thì nơi xuất phát hiện tượng này là từ con suối Ru ở xã Minh Tâm, nơi có các công ty sản xuất bột sắn hoặc nuôi heo. Trong khi đó thì sau khi xuất hiện dải nước màu vàng, hiện tượng cá chết bắt đầu diễn ra tại vùng biển Chân Mây, trôi dạt vào bờ ở khu vực cửa sông Bình An. Cân nhắc lại là từ ngày 22 tháng 3 tuần qua, tại vùng biển này xuất hiện một dải nước màu vàng dài khoảng 5 cây số, cách bờ biển khoảng 2 hải lý. Mặc dù đã lấy mẫu nước về kiểm nghiệm, nhưng giới hữu trách tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Du khách Trung Quốc tràn ngập thành phố Hạ Long. Chỉ trong vòng 3 tháng này, đã có hàng chục ngàn du khách Trung Quốc kéo đến thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào những ngày cuối tuần, có ngày lên đến 15.000 người, đa số là đi bằng đường bộ, băng qua cửa ải Móng Cái. Mặc dù làn sóng này giúp ích rất nhiều cho nền kinh tế tỉnh Quảng Ninh, nhưng cũng mang lại tình trạng bất ổn xã hội cho tỉnh này. Lý do là giới chức tỉnh Quảng Ninh không đủ năng lực kiểm soát được lượng du khách quá đông đảo. Điển hình như vào hôm thứ Bảy tuần qua, hàng trăm xe đò loại 45 chỗ ngồi kéo đến bến cảng Hạ Long để đón tàu du lịch. Họ nói tiếng tàu vang vọng khắp nơi. Theo nhận định của giới chức ngành du lịch Việt Nam, thì lượng khách tàu gia tăng đột biến trong mấy tháng qua, có thể là vì bạo quyền Trung Cộng ra lệnh hạn chế người dân đi du lịch Nam Hàn, nhằm trả đũa việc Nam Hàn để cho Mỹ thiết lập hệ thống phòng thủ phi đạn ở Nam Hàn. Một người Việt tị nạn thiệt mạng trong trại định cư ở Nhật. Báo chí Nhật Bản cho biết là một người Việt tị nạn nhiều năm ở Nhật đã đột tử trong trại tạm cư ở tỉnh Ibaraki thuộc miền đông nước Nhật. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Huân, 40 tuổi, được giới chức của trại phát giác trong tình trạng hôn mê vào hôm thứ Bảy, 25 tháng 3 vừa qua, và từ trần một tiếng đồng hồ sau khi được đưa tới bệnh viện. Hiện giới chức Nhật đang giảo nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân thiệt mạng. Theo báo chí Nhật, thì ông Huân là một trong số 11.000 người Việt vượt biên xin tị nạn tại Nhật sau biến cố 30 tháng 4 1975 và không có một thân nhân nào ở Nhật. Nhưng hiện nay vẫn chưa rõ là ông Huân đến Nhật vào năm nào và tại sao vẫn sống trong trại tạm cư từ đó đến nay. Thủ lãnh đối lập Nga bị bắt vì biểu tình chống tham nhũng. Thủ lãnh phe đối lập ở Nga, ông Alexei Navalny, đã bị cảnh sát Nga bắt giữ cùng với hàng chục người khác sau khi tham gia cuộc xuống đường chống tham nhũng ở thủ đô Moscow vào cuối tuần qua. Cần biết là hàng chục ngàn người dân Nga đã xuống đường trên toàn quốc kêu gọi Thủ tướng Dmitry Medvedev phải từ chức vì các cáo buộc về tham nhũng. Người biểu tình cũng hô to đả đảo Tổng thống Vladimir Putin và gọi ông này là tên ăn cắp. Thủ lãnh Navalny và một số thành viên đối lập đã bị cảnh sát bắt giữ ngay khi đến nơi biểu tình. Sau khi bị bắt, ông đã gửi lời nhắn trên Twitter, kêu gọi người dân hãy tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng và không cần đấu tranh đòi trả tự do cho ông.
tân tổng đốc Hồng Kông là một phụ nữ thân Bắc Kinh. Bà Carrie Lam, tên đầy đủ là Lâm Trịnh Nguyệt Nga, đã đắc cử chức tổng đốc trưởng quản Hồng Kông trong cuộc bỏ phiếu vào hôm qua. Đây là điều bất ngờ vì các cuộc thăm dò đều cho thấy là đối thủ của bà, ông Tăng Tuấn Hoa, có tỷ lệ ủng hộ rất cao. Thế nhưng kết quả là bà Lâm được 777 phiếu trong tổng số 1.194 cử tri đoàn. Là một người có lập trường thân Bắc Kinh, bà Carrie Lam, 59 tuổi, đã bước vào chính trường từ năm 1980, sau khi tốt nghiệp Đại học Hồng Kông vào năm 22 tuổi. Bà Lâm cũng là nhân vật số 2 trong nội các của cựu tổng đốc Lương Chính Anh. Bà nổi tiếng về tay hùng biện và làm việc rất quyết tâm. Nổ súng tại một hộp đêm ở Mỹ, một người chết và 14 người bị thương. Giới hữu trách cho biết là một người thiệt mạng và ít nhất là 14 người khác bị thương trong vụ nổ súng bừa bãi tại một hộp đêm ở thành phố Cincinnati thuộc tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Theo lời kể của nhân chứng, thì có ít nhất hai hung thủ đã tham gia vào vụ nổ súng ở hộp đêm Semio Nightclub vào khuya thứ Bảy, nhưng không rõ có phải là động cơ khủng bố hay không. Một số người bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch sau khi trúng đạn. Hiện cảnh sát vẫn chưa bắt được các hung thủ. Vụ tấn công mới nhất này diễn ra chỉ chưa đầy một năm trong vụ một người đàn ông Hồi giáo nổ súng tàn sát một hộp đêm của giới đồng tình luyến ái ở thành phố Orlando thuộc tiểu bang Florida với 49 người thiệt mạng vào năm ngoái. Quý thính giả thân mến, khi những lãnh đạo quốc gia phát xuất từ một tập thể chuyên nghiệp cướp chính quyền, thì người dân sẽ không còn tin tưởng vào công bằng xã hội. Thường bất chánh thì hà tắc loạn, từ đó phát sinh. Qua tiết mục Chuyện nước non mình hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi bài viết của Điền Phương Thảo, có tựa đề Từ tham gia cướp chính quyền đến tham gia cướp Lộc Thánh, sẽ được quê hương trình bày sau đây. Trong những ngày đầu xuân, tràn ngập trên các mặt báo, các trang mạng truyền thông là tin tức về sự kiện của các lễ hội, tập tục, cúng tế, được tổ chức với mục đích cầu tài lộc, bình an trong năm mới. Dù là thực hiện một nghi thức mang tính tâm linh và sự kiện được tổ chức ở không gian thiêng như đền, chùa, thế nhưng hành động của những người tham gia lễ hội đều mang đặc điểm chung đó là cướp. Gì cũng cướp, một lá bùa, một lá ấn, Lộc Thánh, thậm chí là một cổng chiếu, tất tần tật, những gì khiến người ta tin rằng giúp mang tài lộc đến cho mình là phải cướp. Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo cho biết, trước năm 1945, các hội làng rất quy củ, có trình tự, nghi thức trang nghiêm trong thời điểm thiêng, không gian thiêng. Thế nhưng, hành động cướp lộc giờ đây chỉ cho thấy sự vô tổ chức, hoàn toàn trái với ngày xưa. Vậy thì vì đâu nên nổi? Philippines là một đất nước chậm phát triển, kinh tế còn nghèo. Tuy nhiên, họ vẫn có một thói quen rất văn minh, lịch sự, đó là luôn xếp hàng ở các nơi công cộng. Cho dù dòng người xếp hàng có dài đến bao nhiêu đi nữa, thì nếu là người đến sau, mình vẫn phải xếp hàng. Còn nhớ khi mới qua Philippines, có lần đi trung tâm mua sắm ra, trời đã sập tối, mà dòng người xếp hàng đợi taxi thì dài ngoằng. Thế là, với lối hành xử rất anamid, chúng tôi rủ nhau chạy đến khúc đường phía trên dòng người đang xếp hàng để chận đón taxi. Trong bụng còn thầm khen mình thật là nhanh ý, thông minh. Thế nhưng, tất cả các tài xế taxi đều từ chối và bảo chúng tôi phải trở về dòng người đang xếp hàng. Và khi muốn đứng vào một chỗ trống mà sau lưng có người đứng thì phải hỏi họ là mình có được phép đứng lấp vào chỗ trống đó hay không. Vì nếu tự tiện đứng vào, trong khi họ là người kế tiếp, thì họ sẽ nhìn mình như một kẻ mang di mọi rợ. Chia sẻ câu chuyện này để thấy không phải ở các nước văn minh giàu có như Mỹ, Canada, Nhật, người dân trong xã hội mới có thể thực hiện tốt văn hóa xếp hàng, nhưng ngay cả một đất nước, mặc dù mức sống còn thấp, nhưng người dân vẫn không hề tranh giành, chen lấn và tệ hại hơn là cướp, miễn sao quyền lợi, nhu cầu của mình được thỏa mãn. Như vậy không phải bần cùng sinh đạo tặc. Một đất nước nghèo không phải là lý do để người dân thích cướp, thích tranh giành. Vì sao người dân Philippines có được cái văn hóa xếp hàng này? Thứ nhất,
họ được giáo dục ngay từ trong trường học. Con gái tôi kể rằng trong giờ ra chơi, khi tất cả học sinh ùa xuống khan tin để mua quà bánh, chúng nó đều xếp hàng đợi tới lượt mình. Cho dù nếu không kịp mua thức ăn, thì đứa trẻ đó phải xách cái bụng đói vào học tiếp những tiết học sau. Thứ hai, họ tin rằng cái nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước sẽ được tất cả mọi người tuân thủ cách nghiêm túc, và nếu ai vi phạm để xảy ra tranh cãi, thì ngay lập tức nhân viên bảo vệ của khu vực đó sẽ đến can thiệp. Đây chính là điểm mấu chốt của vấn đề. Khi một điều tốt được tất cả mọi người chung tay thực hiện và được luật pháp bảo vệ, thì người dân trong xã hội đó yên tâm tin tưởng để thi hành. Còn ở nước ta thì sao? Có thể nói, cụm từ khủng hoảng niềm tin đã trở thành từ khóa quen thuộc trên các trang mạng xã hội. Có vẻ như người Việt Nam không còn tin vào ai nữa, không tin vào nơi được xem như những ngôi đền thiêng của xã hội bởi chức năng cao quý của nó như trường học, bệnh viện. Không tin vào nhà nước, vào nhà cầm quyền, không tin vào những nơi thực thi công lý, và cũng không tin vào những việc thiện, bởi lẽ sự dối trá có mặt ở khắp nơi. Do vậy, cướp và giành giật là phương thế hữu hiệu nhất được nhiều người lựa chọn nếu muốn bảo vệ quyền lợi của mình. Từ trước đến nay, khi nói về cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 1945 trên sách báo, cũng như một số kênh thông tin đại chúng, trên các văn kiện chính trị, thường dùng cụm từ tham gia cướp chính quyền từ tay Nhật, Việt Minh phát động công nhân, nông dân cướp chính quyền trên toàn quốc, cướp chính quyền từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, Việt Minh cướp chính quyền tại Hà Nội. Phải chăng vì thế mà trong lịch sử phát triển của dân tộc, chưa có giai đoạn nào mà người dân Việt Nam thích cướp hơn bây giờ? Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 9:30 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kHz chu kỳ. Quý vị có thể nghe đài qua số điện thoại 1-712-832-7123. Đài Đáp Lời Sông Núi phát thanh buổi đầu tiên vào ngày 15 tháng 5 năm 2011. Chi phí điều hành đài là 15.000 Mỹ Kim mỗi tháng do đồng hương khắp nơi đóng góp. Ủng hộ tài chánh xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612882 San Jose, California 95161 hoặc gửi qua PayPal trên trang mạng radiodlsn.com. Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Kính thưa quý thính giả, sử dụng công an và côn đồ để đánh đập, gây thương tích lâu dài cho lương dân là nằm trong bản chất bạo ngược của Tập đoàn Cộng sản Việt Nam. Qua tiết mục Đất nước đứng lên, mời quý thính giả đã Đáp Lời Sông Núi theo dõi bài viết Sát thương là bản chất của chế độ của tác giả viết từ Sài Gòn sẽ được Nguyên Khải trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay. Một chế độ chính trị tốt đẹp phải là một chế độ mà ở đó sự lương thiện đã thay chỗ hoàn toàn cho nghi kỵ, và lòng yêu thương, sự tương kính giữa con người với nhau đã thay thế hành động thô lỗ. Ngược lại, một chế độ chính trị luôn luôn có nguy cơ sát thương dân lành và làm đổ máu của người bất đồng chính kiến như một thông điệp dành cho người dân nếu họ dám mở miệng, thì e rằng khó có thể tin rằng chế độ chính trị đó còn một chút lương tri nào. Và đương nhiên, ở chế độ chính trị loại này, sự vong ơn là bản chất của họ. Điều này cũng giống như bản chất của con tắc kè đổi màu, chẳng có gì là xa lạ. Vấn đề là tại sao với hiện tại, khi mà mọi thứ bổng lộc của chế độ, người ta đã được hưởng đến mức thừa mứa, khi mà người dân đã đưa lưng ra để chịu mọi nỗi khổ nhục mà kiếm sống qua ngày, mà nhà cầm quyền vẫn hoài nghi, vẫn sợ hãi cả những chuyện mà dù có tưởng tượng cách gì cũng không thể tin nổi là nó xảy ra. Như chuyện đánh đập người đi tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc hải chiến Trường Sa trên đảo Gạc Ma vào ngày hôm nay chẳng hạn. Hai nhân vật bị đánh hôm ấy là Dũng Phi Hổ và Đỗ Thanh Vân. Trong khoảnh khắc thiêng liêng của bản thân, họ đã đặt vòng hoa tưởng niệm những người ngã xuống vì tổ quốc. Hành vi đáng tôn vinh và quý trọng,
không thể nói gì khác. Đằng này, họ là những nhà hoạt động xã hội dân sự, họ không phạm pháp, họ không làm gì sai, họ chỉ tưởng niệm những liệt sĩ đã hy sinh cho tổ quốc và họ bị đánh. Nhưng không, trước đó dư luận viên gạo cội của Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Trần Nhật Quang, biệt danh là Quang Lùn, đã tung một video clip chửi bới những người đấu tranh dân chủ và hoạt động xã hội dân sự bằng cụm từ "chúng mày là loài phản động" và tần suất sử dụng cụm từ "loài phản động" để chỉ các nhà hoạt động xuất hiện dày đặc trong video clip. Đặc biệt, ông Quang cũng tuyên bố tượng đài và bát nhang của vua Lý Thái Tổ là để thắp nhang và tưởng niệm vua Lý Thái Tổ, không phải để thờ liệt sĩ, nên không có chuyện tưởng niệm liệt sĩ ở đây. Ông Quang cũng tuyên bố loài phản động hãy cút khỏi Việt Nam. Sâu chuỗi lại câu chuyện, dường như video clip trên không phải đơn giản chỉ là một đòn ngôn ngữ của dư luận viên đánh về phía các nhà hoạt động, mà đó là một thông báo chính thức về mức độ đàn áp tăng đột ngột của nhà cầm quyền đối với giới hoạt động dân chủ. Và điều này càng trở nên chính xác hơn là sáng ngày 14 tháng 3, khi những người dân đến thắp nhang đặt vòng hoa tưởng niệm các chiến sĩ hải quân đã hy sinh tại Gạc Ma năm 1988, thì an ninh đã tấn công họ, nhiều người bị đánh, trong đó hai người bị nặng nhất là Nguyễn Viết Dũng và Đỗ Thanh Vân. Họ bị hành hung, bị đập vào đầu chảy máu, và có một số người bị xua đuổi phải chạy ra bờ sông Hồng, đứng trước bãi đất cầu Long Biên để tưởng niệm. Chỉ với chừng đó thôi cũng đủ thấy mức độ thiểu năng của một chế độ, bởi không có một chế độ nào văn minh lại để một kẻ lòng chứa đầy hận thù, đầu óc rỗng tích, mụ mị với những lời phát biểu ngớ ngẩn như vậy, đứng lên bắn tiếng thay cho lệnh cấm tưởng niệm và hợp thức hóa những thủ đoạn đàn áp ngày hôm sau bằng một tuyên bố trên Facebook như vậy. Tượng vua Lý Thái Tổ và bát nhang để thờ vua Lý Thái Tổ đúng một phần, bởi tượng đài khác với tượng thờ, không ai thờ giữa trời cả, và cũng không có bàn thờ trong khu vực tượng đài, cũng như khu vực quảng trường phía trước tượng đài. Nên nhớ, tượng vua Lý Thái Tổ về mặt ý niệm đây là khu vực thiêng liêng của Tổ quốc, nơi phụng thờ hồn thiêng sông núi, và bất kỳ liệt sĩ nào ngã xuống vì Tổ quốc cũng đều được tưởng niệm trong khu vực quảng trường dưới chân tượng đài. Điều này giống như một sự hướng cội, tôn nghiêm, có tính chất giao thoa tâm linh của các thế hệ, đương nhiên phải hết sức tôn nghiêm. Vậy thì thế nào là tôn nghiêm? Thứ nhất, không được gây bụi bặm ô uế, không được có những hành vi đồi trụy trong khu vực tượng đài. Nói về sự mất tôn nghiêm này, công an và nhà cầm quyền Việt Nam phải ngay tức khắc bắt những kẻ đã mang đá ra trước tượng đài để cưa, làm bụi mù tung tóe, và bắt nốt một nhóm người đồi trụy đã dám mang cả dàn âm thanh, mở nhạc tàu, nhảy nhót trước tượng đài. Những hành vi này vô cùng bất kính và mất dạy, cần phải đưa họ vào trại cải huấn, dạy lại đạo đức cho họ một cách nghiêm khắc. Thứ hai, sự tôn nghiêm của khu vực tượng đài cũng đồng nghĩa với việc những ai đến dâng hương tưởng niệm đều đáng kính, và sự dâng hương này diễn ra trong yên lặng, thành kính, thì sự yên lặng, thành kính này cần được bảo vệ. Bất kỳ kẻ nào đến phá đám người tưởng niệm, thắp nhang đều có thể bị truy tố trước pháp luật, nếu như pháp luật đủ nghiêm minh và chân chính. Như vậy, tất cả những kẻ phá rối các buổi lễ tưởng niệm bấy lâu nay đều phải bị truy tố trước pháp luật. Câu chuyện người tưởng niệm 14 tháng 3 bị đàn áp chỉ cho thấy chính quyền Cộng sản Việt Nam đang ngày càng tuột dốc so với thế giới văn minh. Và đáng sợ nhất là họ đã dùng đến những thành phần ô hợp trong xã hội như một cánh tay nối dài của đảng. Điều này chỉ cho thấy họ chưa đi hết thất bại này đã chuyển sang thất bại khác trong việc cầm quyền của họ. Và nó cũng tố cáo rằng bản chất của chế độ là sát thương lương dân, không có gì khác. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Kính thưa quý thính giả, Đảng Cộng sản Việt Nam càng thối nát tham nhũng, thì xác suất không thể tránh khỏi là chính phủ Hoa Kỳ sẽ cấm nhập cư và sẽ phong tỏa tài sản của cá nhân hoặc thân nhân của các cán bộ Cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Mời quý thính giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Phạm Chí Dũng với tựa đề Mỹ có cấm nhập cư đối với quan chức cộng sản không? Sẽ được song tập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay. Rất có thể Hoa Kỳ sẽ cấm nhập cư đối với viên chức cao cấp cộng sản, nhưng cấm đến mức nào là vấn đề khác. Sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Donald Trump đối với 6 nước có đa số dân theo Hồi giáo càng khiến tương lai giới chức cộng sản bị cấm nhập cảnh vào nước Hoa Kỳ lởn vởn gần hơn bao giờ hết. Cứ như thành ngữ bóng bẫy là chưa bao giờ nồng ấm như lúc này, mà đại sứ đương nhiệm của Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Ted Osius nói để mở rộng mối ngoại giao Việt-Mỹ. Nhưng một tổng thống quá khó đoán trước như ông Trump đều có thể biến mọi thứ không thành có và có thành không. Nhất là sau vụ Hoa Kỳ cấm nhập cảnh 7 viên chức cao cấp của Bắc Hàn nhập cảnh vào cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama. Nhưng nếu so sánh Bắc Hàn với những quốc gia còn được coi là cộng sản như Trung Cộng và Việt Cộng thì sẽ thật khập khỉnh về tiêu chuẩn tài sản ở Hoa Kỳ. Dù Bắc Hàn bị xem là cực kỳ tàn bạo với nhân quyền, nhưng rất ít thông tin cho thấy giới quan chức Bình Nhưỡng có tài sản cố định và tiền gửi ở Hoa Kỳ. Cũng bởi thế, việc chính phủ Hoa Kỳ chế tài đối với viên chức cao cấp Bắc Hàn có vẻ chỉ mang tính răn đe mà không thực tế đối với những kẻ không có tóc. Ngược lại, giới quan chức Trung Cộng và Việt Cộng lại đặc biệt nổi tiếng với khối lượng tài sản khổng lồ đã ký gửi ở Hoa Kỳ và ở những nước đồng minh thân cận của Hoa Kỳ như Canada, Anh, Pháp, Đức, Úc, vân vân. Một số người tính toán đã cho thấy rằng trong số 21.000 học sinh Việt Nam đi du học ở Hoa Kỳ, một tỷ lệ lớn trong đó thuộc về những gia đình quan tham cao cấp và trung cấp. Thậm chí đã từ khá lâu, việc phát giác, thống kê và lập danh sách không chỉ các cậu ấm cô chiêu, mà còn cả danh sách phụ huynh của họ đã trở thành chiến lược hành động dài lâu của một số tổ chức chính trị người Việt hải ngoại, điều mà các tổ chức xã hội dân sự độc lập trong nước dù có muốn cũng không thể nào làm được. Bởi vậy, và khác hẳn với giới chức Bắc Hàn, nhiều quan lại Việt Nam và Tàu được xếp vào loại có tóc, không những thế mà còn là dày tóc tùy theo thứ bậc về tài sản cố định và tiền gửi ngân hàng. Mặc dù từ lâu đã có nhiều dư luận về hiện tượng các quan chức Việt Cộng âm thầm tẩu tán tài sản ra nước ngoài, nhưng chỉ đến năm 2016, lần đầu tiên mới bật ra một tiết lộ của vụ hồ sơ Panama đã lôi ra ánh sáng Việt Nam có tới 189 cá nhân và tổ chức với 19 công ty vỏ bọc được thành lập ở ngoại quốc, mà hầu hết là tại các quốc gia được gọi là thiên đường trốn thuế. Tổng cộng có đến 92 tỷ Mỹ Kim được chuyển phi pháp từ Việt Nam ra ngoại quốc trong những năm qua. Đến đầu năm 2017, mọi chuyện đã thay đổi. Nếu sắc lệnh cứng rắn cấm nhập cư của ông tân Tổng thống Donald Trump không bị tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vô hiệu hóa, thì rất có thể ông sẽ ngó đến những nước cộng sản còn lại trên thế giới. Và hệ lụy nào sẽ xảy ra nếu ông Trump, một tổng thống không thể đoán được, sẽ khởi sự cuộc chiến không chỉ thương mại mà còn cả những xung đột ở khu vực Biển Đông với Trung Cộng? Ai có thể bảo đảm rằng khi đó ông Trump sẽ không thẳng cánh cấm tiệt các viên chức cao cấp Bắc Kinh nhập cảnh vào Hoa Kỳ, và kể cả thân nhân của họ cũng có thể chịu chung số phận, cho dù một số trong đó đã có thẻ xanh? Chưa hết, ai có thể bảo đảm rằng giới quan tham Việt Cộng sẽ vô can khỏi cuộc xung đột Mỹ-Trung ở Biển Đông, và do đó sẽ phải lãnh một hậu quả gián tiếp như tình trạng của giới quan chức Trung Cộng? Hoặc một hoàn cảnh khác, giới quan chức Việt và Tàu bị quá nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế cùng Quốc hội Hoa Kỳ lên án về tình trạng đàn áp quyền con người ở hai nước này, Quốc hội Hoa Kỳ lại đang quan tâm nhiều vấn đề Việt Nam, cùng hàng loạt dự thảo văn bản về chế tài Việt Nam liên quan đến nhân quyền và tự do tôn giáo. Ngày càng rõ hơn rằng, Hoa Kỳ không còn là xứ sở an toàn để rửa tiền tham nhũng và ăn chơi nhảy múa, nhất là với một chính quyền dưới thời ông Trump,
có thể tống cổ một số quan tham Việt Cộng về nước vào một thời điểm nào đó nếu ở Việt Nam nổ ra một chiến dịch săn cáo như của Tập Cận Bình ở Tàu đã và đang lôi đầu số quan tham Trung Cộng về nước để cho ngồi tù. Cấm nhập cảnh và tịch biên tài sản, đó là những gì nhanh gọn và dứt khoát mà chính quyền Hoa Kỳ sẽ hành xử đối với những kẻ vi phạm nhân quyền trầm trọng, trong đó có giới chức Việt Cộng. Thậm chí cả đến thân nhân của những kẻ vi phạm nhân quyền cũng nằm luôn trong vòng cương tỏa về sự chế tài của chính quyền Hoa Kỳ. Khi đó thì hết đường chạy. Chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, sinh năm 1981, thuộc Công đoàn Độc lập, bị bắt vào ngày 23 tháng 2 năm 2010 với bản án 9 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bảo quyền Việt Nam giam cầm trong lao tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Phát thanh Đáp Lời Sông Núi đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc.dlsn@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Ủng hộ tài chánh xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ của đài hoặc gửi qua PayPal trên trang mạng radiodlsn.com. Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào tạm biệt.